Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review xe hàng tuần cùng Mạnh Lê. Sau lưng Mạnh Lê chính là hai mẫu sedan ăn khách của nhà Mercedes-Benz, và hai dòng xe này đều thuộc phân khúc hạng C. Chính xác, đó chính là phiên bản C300 AMG và phiên bản AMG C43. Cả hai phiên bản này đều được nằm trong diện được miễn thuế trước bạ của chính phủ. Và hiện tại trong tháng 9 và tháng 10 sắp tới đây, Mercedes-Benz Việt Nam Star Phú Mỹ Hưng quận 7 sẽ có chương trình hấp dẫn dành cho khách hàng đang muốn sở hữu dòng xe này. Vậy hấp dẫn như thế nào thì Mạnh xin mời các bạn theo dõi hết video clip ngày hôm nay. Đối với dòng C43 AMG là một chiếc xe sedan hạng C được nâng cấp và cải tiến dựa trên dòng C300 AMG. Về ngoại hình thì C43 AMG sẽ không có khác mấy so với phiên bản C300. Đặc điểm nhận dạng phía trước đó chính là phần mặt lưới tản nhiệt của C43 AMG sẽ là một thanh nan dọc, khác biệt so với phần thanh mạ rôm kim cương của dòng C300 AMG. Cả hai chiếc xe này đều được trang bị công nghệ mới nhất của những dòng xe Mercedes-Benz ngày nay, đó chính là công nghệ Digital Light. Ta sẽ có một cái ánh sáng khi chúng ta đi vào những cung đường tối, cũng đường thiếu ánh sáng một cách rất là hiệu quả và rất là sáng các bạn. Nếu các bạn đang muốn trải nghiệm chiếc xe này thì các bạn có thể liên hệ Mạnh nha. Đặc biệt thì với công nghệ Digital Light thì Mạnh đã chia sẻ ở những video clip trước rồi. Với công nghệ đèn ngày nay thì Mercedes-Benz họ nghiên cứu và sáng chế ra công nghệ Digital Light được áp dụng rộng rãi trên các dòng xe như là Maybach, những dòng xe AMG cao cấp. Tuy nhiên thì đối với hai mẫu xe đang có mặt ở đây thì vẫn sẽ được trang bị công nghệ Digital Light rất là cao cấp và tiên tiến các bạn. Cả hai phiên bản C43 AMG và C300 AMG đều được sở hữu động cơ 2.0 mang công nghệ mới của Mercedes-Benz. Với phiên bản C300 AMG, chúng ta sẽ có công nghệ MyHybrid thế hệ mới nhất của Mercedes-Benz, và dòng C43 AMG sẽ sở hữu công nghệ Electrify, một công nghệ turbo điện được áp dụng từ những dòng xe đua F1 của đội đua AMG. Như Mạnh có chia sẻ thì đối với động cơ của AMG C43, chúng ta sẽ được trang bị động cơ mang triết lý One Man One Engine, một kỹ sư một động cơ lắp ráp toàn bộ cho cái quy trình lắp ráp động cơ này. Và với động cơ AMG thì chúng ta sẽ lần đầu tiên đây là một chiếc xe có mặt và lắp ráp tại Việt Nam với khối động cơ AMG các bạn. Thì đối với chiếc xe C43 AMG này, chúng ta đã được Mercedes-Benz Việt Nam giảm giá trực tiếp lên đến hơn 200 triệu đồng các bạn. Hơn 200 triệu đồng. Bởi vì sao? Bởi vì ngay thời điểm ra mắt thì cái xe này có giá lên đến hơn 2,9 tỷ đồng. Chưa lăn bánh nha các bạn. Và ở thời điểm hiện tại thì chiếc C43 AMG này chỉ với 2,599 các bạn. 2,599. Chưa tới 2 tỷ 6 thì các bạn có thể sở hữu ngay dòng xe hiệu năng cao AMG thực thụ của dòng xe Mercedes-AMG rồi các bạn. Với những dòng xe AMG trước đây thì các bạn muốn sở hữu những dòng xe thực thụ có chữ ký của AMG trong phần động cơ thì các bạn sẽ phải trả lên đến hơn 3 tỷ đồng. Cụ thể thì trên động cơ của AMG C43, chúng ta sẽ được thừa hưởng từ những công nghệ trên những dòng xe đua F1 ứng dụng ngay trên chiếc xe này các bạn. Và với khối động cơ 2.0 mang công nghệ Electrify, một công nghệ mới turbo điện của những dòng xe AMG được ứng dụng rộng rãi trên những dòng xe đua hiện nay. Và chiếc xe này cụ thể nó sẽ sản sinh công suất lên đến 408 mã lực tại 5.500 vòng trên phút với 500 Nm, với hộp số Big Shift 9 cấp tự động của AMG. Và chúng ta sẽ tăng tốc từ 0 lên 100 trong 4,6 giây, một con số khá là ấn tượng với dòng xe C43 AMG. Và với thế hệ động cơ 2.0 MyHybrid thế hệ mới của C300 AMG, chúng ta sẽ có một công suất lên đến 258 mã lực với 300 Nm tại 3.200 vòng trên phút. Và với khối động cơ 2.0 của chiếc xe C300 này, chúng ta sẽ tăng tốc từ 0 lên 100 chỉ trong vòng 6 giây. Một con số quả là ấn tượng với động cơ 2.0 MyHybrid thế hệ mới, phải không các bạn? Và các bạn đừng ngần ngại liên hệ Mạnh nếu các bạn đang quan tâm tới hai dòng xe này. Bởi vì hai dòng xe này chúng ta sẽ được áp dụng thuế trước bạ 50%.
từ đây lên đến hết ngày 30 tháng 11 thôi các bạn. Thời gian quả là gấp rút các bạn ha. Tuy nhiên với những chính sách ưu đãi từ thuế trước bạ từ chính phủ, ngoài ra thì Mercedes-Benz Phú Mỹ quận 7 cũng đang có rất là nhiều chương trình khuyến mãi dành cho hai dòng xe này, và đặc biệt con số lên đến 10% thuế trước bạ. Các bạn hãy nhanh tay liên hệ mạnh nha. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại hai chiếc xe này và tiếp tục khám phá. Về mặt kích thước thì cả hai chiếc xe này đều có thông số lần lượt là 4m791 và 4m751. Thực tế thì Mạnh thấy cả hai phiên bản này khi mà đứng cạnh nhau thì chiều dài hầu như là không khác mấy các bạn. Riêng về phần C43 AMG, chúng ta sẽ có thế hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Và một cái tính năng rất là mới trên những dòng xe hiện nay đó chính là cái phần đánh lái bánh sau. Trên C43 chúng ta sẽ có phần đánh lái bánh sau lên đến 2,5 độ. Còn C300 thì chúng ta sẽ chưa có tính năng này ha các bạn ha. Với C300 thì chúng ta vẫn sẽ có một dẫn động cầu sau. Với C300 thì chúng ta sẽ có một cái hệ dẫn động cầu sau đáp ứng được rất là nhiều cái tiêu chí về vận hành cũng như là thể thao dành cho hai chiếc xe này. Các bạn nếu đang quan tâm tới hai dòng xe này, các bạn đừng ngần ngại liên hệ số line của Mạnh và Mạnh sẽ trực tiếp tư vấn cũng như là báo giá cho các bạn về từng dòng xe, từng màu sắc tại từng khu vực mà các bạn đang quan tâm. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi về khám phá phần đuôi xe của hai chiếc xe này. Với phần thiết kế đuôi xe thì chắc hẳn các bạn cũng đã nhận biết được ngay là về chiếc C43 và chiếc C300 có những gì khác biệt phải không? Cụ thể thì Mạnh sẽ chia sẻ về phần đuôi của chiếc C43 này trước. Với cụm đuôi bô là một trong những cái điểm đặc trưng mới của những dòng AMG, đặc biệt là dòng 43, dòng 2 số. Với C43 AMG thì chúng ta sẽ được trang bị cụm bô đôi hình tròn đó, và thiết kế với những cái mang cá như thế này tạo cho chiếc xe có dáng vẻ là rất là hầm hố cũng như là rất là thể thao. Đặc biệt thì các bạn có thể nhận ngay chiếc xe này là một trong những chiếc xe thể thao bởi vì nó được trang bị cụm bô đôi rất là hay các bạn. Khi mà nổ máy lên á, mình sẽ có một cái âm thanh rất là hợp tai đó, và mình chắc chiếc xe này sẽ làm hài lòng những tín đồ đam mê thể thao của những dòng AMG. Và đối với chiếc C300 thì chúng ta sẽ có một cái phần đuôi được thiết kế hiền hòa hơn một chút xíu so với những dòng xe khác, đặc biệt là AMG Line. AMG Line là một trong những cái thiết kế mang hướng thể thao nhưng vẫn đậm chất của nhà Mercedes-Benz, sang trọng và cuốn hút. Không ngoại lệ thì chiếc C300 AMG này vẫn sẽ được trang bị cụm đèn LED rất là giống so với đàn anh C43. Cả hai cụm đèn này nó đều được thiết kế tương đồng giống nhau với cái thiết kế LED đồ họa được trải dài như thế này, giúp chiếc xe trông dáng vẻ thể thao và bắt mắt hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Trên C43 chúng ta sẽ được trang bị cái phần cánh gió như thế này các bạn. Các bạn có thể thấy đây là một những cái cánh gió được thiết kế liền mạch so với cái phần đuôi cốp ha. Hai cái phần cốp xe của chiếc C-Class, C43 và C300 đều được thiết kế giống nhau các bạn, và đều được có thể tích rất là to. Mạnh tin chắc khi mà chúng ta đi đủ cả 5 thành viên vẫn sẽ có đủ chỗ để mà chúng ta có thể đựng hành lý, vali ha, và những cái túi đồ. Ngoài ra thì chúng ta vẫn sẽ có một cái hộc nhỏ ở phía dưới để chúng ta có thể đựng những vật dụng linh tinh hoặc là những vật dụng cá nhân của chiếc xe này. Đặc biệt thì mình sẽ được trang bị thêm một cái phần biển báo cảnh báo tam giác này nè. Khi mà chúng ta đi ở những cái cung đường mà chúng ta gặp phải những sự cố hoặc là chúng ta muốn cảnh báo cho xe phía sau đó, thì chúng ta vẫn sẽ có được cái trang bị này trên tất cả các dòng xe của Mercedes-Benz đang được phân phối ở Việt Nam và trên toàn thế giới luôn các bạn. Đó là một trong những cái yếu tố rất là tinh tế về những dòng xe Mercedes-Benz ngày nay. Rồi, trên phần cốp thì chúng ta vẫn sẽ có hai cái nút. Rất là nhiều bạn và nhiều khách hàng hỏi Mạnh trên hai cái nút này thì chúng ta sẽ sử dụng như thế nào về các chức năng của nó. Thì đối với những dòng xe có cái hệ thống khóa thông minh Keyless Go thì chúng ta sẽ được trang bị hai cái phần đóng mở cốp này như thế này ha. Đặc biệt thì bên phía bên trái thì thường là sẽ có cái nút đóng mở cốp bình thường. Còn đối với chúng ta khi mà chúng ta cầm cái chìa khóa mà chúng ta lấy hành lý rồi ha, chúng ta muốn đóng cốp lại và khóa tất cả các cửa thì chúng ta vẫn sẽ có một cái nút này để chúng ta thực hiện cái chức năng đó ha các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ bấm cái nút này để cốp xe được đóng lại. Đó là những gì về phần thiết kế khoang sau cũng như là cái phần thiết kế đuôi của hai dòng xe C43 và C300 AMG mà Mạnh có dịp chia sẻ ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Mạnh xin mời các bạn cùng nhau tiến vào bên trong khoang nội thất để cùng nhau chúng ta khám phá bên trong khoang nội thất của hai dòng xe này nha. Đây các bạn ơi, bây giờ thật sự Mạnh đã ngồi trong chiếc xe AMG C43, một trong những dòng xe hiệu đăng cao đến từ Mercedes-AMG. Với cái không gian nội thất cực kỳ sang trọng cũng như là rất là thể thao trên chiếc C43 AMG này, thì Mạnh đánh giá đây là một trong chiếc xe đáng để sở hữu trong năm nay. Với cái phần không gian nội thất được thiết kế rất là giống như những đàn anh như là S-Class nè, đó, và cụm vô lăng rất là giống như đàn anh GT53 và C63 AMG.
Với cái cụm vô lăng này thì mình sẽ có rất là nhiều chức năng như là điều khiển remote nè, chuyển chế độ lái nè, điều khiển tất cả những cái tính năng như là phuộc nè, hộp số nè, thậm chí cả tiếng bô luôn. Đó, và cái phần lẫy chuyển số cũng được làm rất là to bản ha, có cái hiển thị up down nè, đó mang đến cho mình khi mà mình lái xe, mình vận hành trên đường, mình sờ, mình nắm vào vô lăng trông rất là thể thao, rất là chắc tay luôn. Vô lăng thì được bọc da nắp 3, đục lỗ hai bên, đó, và có phần để cắt dưới đây. Đây là một trong những cái vô lăng truyền thống của những chiếc xe AMG thực thụ. Rồi, về phần tắp lô, tắp bi cửa của chiếc C43 và C300 AMG vẫn sẽ được trang bị cái chất liệu da nắp 3 lúc ha, một trong những cái dòng da rất là mịn, rất là mát của những dòng xe sang trọng. Với cái không gian nội thất được thiết kế 3 cụm điều hòa như thế này là một trong những cái nét thiết kế đặc trưng cho những dòng xe C-Class những thế hệ trước đây. Đó, và trên thế hệ mới này thì vẫn được thừa hưởng cái những cái thiết kế đó. Màn hình thông tin giải trí thì vẫn sẽ được trang bị một cái màn hình kích thước lớn. Và đây là một trong những cái thiết kế, những cái design mới của những dòng xe Mercedes-Benz. Với kích thước là màn hình lên đến 11,9 inch và hiển thị rất là nhiều cái thông tin như là bản đồ nè, và mình sẽ có thể kết nối không dây nè. Đó, một cái mục, một cái chủ đề mà mình muốn nhấn mạnh trên cái dòng C43 này, đó chính là cái phần performance này. Trên dòng C300 chúng ta sẽ không có cái chức năng này ha, như là hiển thị thông tin động cơ nè, hiển thị đồng hồ IWC nè, hiển thị mức tiêu hao nhiên liệu nè, đặc biệt là hiển thị cái vệt bánh xe khi mà chúng ta đánh lái nè, nó sẽ hiển thị cái phần đánh lái của bánh sau luôn, rất là chi tiết và rất là sắc nét. Ngoài ra cả hai phiên bản này chúng ta vẫn sẽ được trang bị cái phần camera 360 ha, trên cả hai dòng C300 và C43 AMG. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu một số cái tính năng và trang bị trên cái phiên bản MBUX thế hệ mới trên dòng C43 này các bạn. Mình có thể thấy ha, khi mà chúng ta đăng nhập vào cái hệ thống giao diện thì mình sẽ có ngay một cái hệ thống bản đồ định vị 3D rất là hiện đại của những dòng xe mà xe tên ngày nay, và mình đánh giá rất là cao trên cái hệ thống bản đồ này, rất là chi tiết và rất là sắc nét. Một cái tính năng nữa mà mình muốn chia sẻ là cái với cụm điều hòa ở trên những dòng xe thế hệ trước thì bây giờ thì Mercedes-Benz họ đã thiết kế cái phần cụm điều hòa trên cái màn hình này luôn rồi các bạn. Và với C43 AMG thì chúng ta sẽ được trang bị hệ thống điều hòa 4 vùng độc lập ha các bạn ha. So với thế hệ C300 thì chúng ta chỉ có 2 vùng độc lập thôi. Tuy nhiên thì đối với cái phần hệ thống lọc không khí thì chúng ta vẫn sẽ được trang bị hệ thống BM 2.5, là một trong những cái công nghệ lọc không khí mới nhất của những dòng xe sang ngày nay. Tiếp đến là một trong những cái trang bị không thể thiếu, đó chính là cái phần cửa sổ trời panoramic các bạn. Cả hai phiên bản C300 và C43 đều được trang bị cái cửa sổ trời toàn cảnh như thế này, rất là thoải mái. Mạnh rất là thích cái trang bị này trên những dòng xe thể thao, đặc biệt là C43 và C300. Rồi, ở cái phần bệ tì tai chúng ta vẫn sẽ được trang bị cái chức năng là sạc không dây và hai cổng sạc Type-C thế hệ mới cho những dòng xe Mercedes-Benz ngày nay. Với cái nội thất của C43 chúng ta sẽ có thêm một cái trang bị tùy chọn, đó chính là cái phần nội thất da màu đỏ pha đen như thế này. Đặc biệt chỉ có trên C43 thôi nha các bạn, C43 mới có thôi. Đó, rất là đẹp. Các bạn thấy như thế nào các bạn có thể để lại bình luận bên dưới. Còn riêng trên C300 thì chúng ta sẽ chỉ có hai cái phiên bản tùy chọn nội thất, đó là màu đen và màu đen nâu thôi các bạn. Đối với C43 thì chúng ta sẽ có 3 tùy chọn ha. Mình xin nhắc lại, đó chính là màu đen, màu đen đỏ như thế này và màu đen nâu, cũng rất là giống trên C300. Và chất liệu da thì là chất liệu da thật nha các bạn, chất liệu da bò thật. Chắc là bây giờ mình xin mời các bạn bước ra khoang hành lý. Rồi chắc là bây giờ mình xin mời các bạn bước ra khoang hành khách để chúng ta khám phá xem nội thất phía sau hàng ghế thứ hai của C43 này như thế nào. Wow, nội thất màu đỏ đen như thế này rất là đẹp các bạn. Như mà nãy mình có chia sẻ thì đối với dòng C43, hệ thống điều hòa của chiếc xe này thì chúng ta vẫn sẽ được trang bị hệ thống điều hòa 4 vùng độc lập, ở phía sau 2 vùng và phía trước 2 vùng ha. Phía sau thì mình sẽ có một cái bảng điều khiển trung tâm như thế này, điều chỉnh được rất là nhiều cái chức năng và cái hướng gió ha. Phần tắp bi cửa của dòng C43 và C300 thì sẽ đều được trang bị giống nhau, một cái mảng ốp màu đen bóng như thế này với ký hiệu logo của phần loa Bermester. Với cái những cái thiết kế và những cái trang bị rất là xịn sò, rất là mát tay ha. Nó sẽ giúp thoát lên cho chúng ta khi mà mình sờ, mình nắm vào những chi tiết này rất là mát lạnh và rất là cao cấp. Rồi, vẫn không thể thiếu đó là cái phần rèm che nắng ở hai phần cửa sau của hai dòng xe này. Riêng về C300 thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem là cái phần nội thất của hàng hành khách thứ hai của C300 này như thế nào.
hai cái buồng đầu lọc phía trước thôi, còn phía sau thì chúng ta vẫn sẽ có cửa gió như thế này. Đó. Và cái phần bệ tì tai thì vẫn sẽ được trang bị rất là cao cấp, cửa sổ trời panorama. Đó là một những cái trang bị tiêu chuẩn trên những xe C300 và C43 rồi. Phần nội thất thì C300 sẽ chỉ được trang bị hai phiên bản màu nội thất là màu đen nâu như thế này và màu đen hoàn toàn ha các bạn. Và về phần thiết kế thì mình vẫn sẽ có những cái trang bị, những cái thiết kế của những dòng xe C-Class ngày nay là một cái màn hình hiển thị thông tin giải trí với kích thước lên đến 11,9 inch và một cái màn hình hiển thị thông số với 12,3 inch. Tuy nhiên thì một trong những cái đặc điểm mà mình muốn chia sẻ nhận biết tiếp theo đó chính là cái phần vô lăng. Vô lăng của C43 AMG sẽ có hai cái nút remote control. C300 AMG thì vẫn sẽ có một cái vô lăng thiết kế song song xem như thế này, nhưng mà chúng ta sẽ thiếu đi hai cái phần remote control, hai cái cụm nút điều khiển ha các bạn ha. Đó là một những cái đặc điểm nhận dạng của hai dòng xe này. Mình vẫn sẽ được trang bị hệ thống giải trí loa Bumaster 15 loa với công suất lên đến 710W, là một trong những cái hệ thống âm thanh rất là tuyệt vời trên những dòng xe C-Class ngày nay các bạn. Hệ thống loa Bumaster lên đến 15 loa 710W là một trong những cái hệ thống âm thanh tuyệt vời nhất trên những dòng xe Mercedes. Nếu các bạn đang quan tâm và muốn trải nghiệm cái hệ thống âm thanh này, các bạn có thể đến ngay showroom của Mạnh để chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm cái hệ thống âm thanh trên những dòng xe Mercedes-Benz nha. Và hiện tại thì hai mẫu xe này đang được áp dụng thuế trước bạ 50% từ chính phủ. Song song đó thì tại Mercedes-Benz 41 quận 7 các bạn sẽ nhận ngay chương trình giảm 50% thuế trước bạ nữa, là tổng cộng 10% các bạn. Một cái con số khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn dành cho những khách hàng nào đang quan tâm tới hai mẫu xe này. Vậy thì còn chần chừ gì nữa, các bạn hãy nhanh tay liên hệ số line của Mạnh. Mình sẽ tư vấn cũng như là báo giá trực tiếp cho các bạn về những mẫu xe đang có mặt ở Mercedes-Benz 41 quận 7. Và để sở hữu cái dòng C43 AMG thì các bạn sẽ trả trước đâu đó khoảng 700 triệu đồng. Còn đối với C300 thì các bạn sẽ trả trước đâu đó khoảng 500 triệu đồng. Wow, quả là một cái con số trả trước hấp dẫn dành cho những khách hàng nào đang quan tâm hai mẫu xe này. Chứ còn chần chừ gì nữa thì các bạn hãy nhanh tay liên hệ Mạnh nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những video clip lần sau. Xin chào các bạn.